Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả các bác, những người yêu mến âm thanh và những người đang xem trên kênh âm thanh YouTube của Thắng Hoàng. Thì trong mấy ngày hôm qua thì cũng rất là xin lỗi các bác, thì gia đình có việc, thì vợ em mới vừa sinh cháu ngày hôm qua, một cháu trai rất là cao kỉnh, nặng 3 cân 3, rất là vui mừng và hạnh phúc. Thì trong vài ngày hôm trước là Thắng Hoàng cũng có bán cho một số bác những chiếc vang, những cục đẩy. Thì do công việc cho nên là Thắng Hoàng xin khất đuôi với các bác 1-2 hôm này, Thắng Hoàng mới có điều kiện thời gian để đóng hàng cho các bác được. Đấy, cho nên là mọi người hãy thông cảm cho Thắng Hoàng nhá. Thì chiều nay chắc là cho mẹ con cháu xuất viện về nhà ở cho nó thoải mái, rồi thì Thắng Hoàng sẽ tranh thủ, có thể là tối nay, sớm nhất sẽ là tối nay, thì Thắng Hoàng sẽ vui mừng tri ân và xả hết tất cả các cái hàng cho các bác với mức giá vô cùng rẻ, để cho mọi người có thể là lựa chọn những cái thiết bị tốt nhất và giá thành hợp lý nhất ở bên cửa hàng Thắng Hoàng. Đấy, thì ở đây cũng bán cũng một số cái rồi, chưa có đóng gói được, 4-5 cái gì đấy. Đấy, thì đóng gói sau cho các bác. Đấy, hàng còn rất là đẹp và sẽ có giá rất là mềm cho các bác luôn. Đấy, bên Thắng Hoàng một cục đẩy 700W, 700W nha các bác nhá, với mức tiền chỉ có 3.500.000 đồng. Đấy, mức tiền chỉ có 3.500.000 đồng. Các bác mua ở những cửa hàng khác với giá tiền chắc chắn sẽ cao hơn với những cái sản phẩm đẹp như vậy. Và cái sản phẩm mà Thắng Hoàng bán ra sẽ tư vấn cho mọi người chuẩn chỉnh nhất để mọi người có thể dùng với mức độ ổn định nhất. Có nhiều đơn vị bán những cái cục đẩy chỉ có 400W với lại 450W thôi, nhưng mà người ta vẫn có thể là khuyến cáo bảo các bác là đẩy em khỏe lắm, vẫn đánh được 20-30 mà trong khi chỉ có 400W với 450W, thì em cũng không hiểu là đánh kiểu gì. Thì nhiều khi các bác lại nghe như thế, thích cục đẩy công suất giá tiền có như vậy mà nó chơi được nhiều loa như vậy, mà mua bên cửa hàng Thắng Hoàng cục đẩy công suất lớn như vậy mà chơi loa chỉ có như vậy, thì em không phải là em không biết gì, mà thực sự ra những người biết thì là những người, người ta rất là khó để mà nói cho các bác nó sai lệch lạc đi với những cái sự nhận thức hiểu biết của người ta. Và những cái đấy là nó thiên về cái phần gọi là cái bản chất của con người, là cái chất lượng của con người làm việc. Đấy, không thể nói dối, không thể nói khoác lác được. Đấy, cho nên là các bác tin tưởng cửa hàng Thắng Hoàng, sử dụng những cục đẩy của Thắng Hoàng thì nó sẽ như thế nào. Thứ nhất là độ bền cũng rất là ổn định, vì mình ghép đúng chuẩn chỉnh, và những chất lượng âm thanh mà cái hàng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng nhập về thì nó cũng luôn luôn có những cái chất lượng rất là tốt để cho mọi người sử dụng, đảm bảo lâu dài, độ bền cao và âm thanh hay, sắc nét. Chứ nhiều khi mua giá rẻ nhưng mà tư vấn không chuẩn là đâm ra là các bác mua những cái thành phẩm là nó rất là kém chất lượng. Đấy. Đấy. Những cái sản phẩm, một sản phẩm này thì sẽ livestream xả cho các bác luôn. Đây là 800W này, 800W này các bác này. Đấy. Em thấy rất là trớ trêu nhiều những cái đơn vị họ bán hàng, họ nói không có sự thật, và nó thể hiện cái sự kém hiểu biết của họ. Khi mà con đẩy công suất nó quá thấp mà bán với cái mức định là đánh loa rất là cao. Đấy. Mình phải tìm hiểu kỹ cái công suất loa của mình bao nhiêu, liệu là nó tiêu thụ bao nhiêu thì nó có thể là căng được một đôi loa. Đấy, chứ nó không phải là mình chỉ biết nghe người bán hàng, người ta bảo ú cái này đánh cái này được tốt lắm anh ơi, khỏe lắm, giá lại rẻ nữa, hấp dẫn. Đấy, cái đấy là cái kích cầu tiêu dùng, cái nó lôi cuốn cái sự hấp dẫn của các bác, bởi vì cái đồng giá nó không hợp lý, nó quá gọi là nó quá lệch lạc so với những cái gì mà bên cửa hàng em bán. Đấy, cho nên là các bác sẽ rất là thích thú những cái kiểu sản phẩm như vậy, nhưng mà khi mua về thì rất là nhiều những cái bác đã mua hàng đấy gọi điện cho em hỗ trợ nâng cấp đổi, nhưng mà thực sự ra những cái công suất đấy nó quá là thấp, với cái giá tiền đấy thì em lại bán lại không đến cái mức giá đấy luôn, cho nên là em không hỗ trợ cho các bác đổi được. Ví dụ như những cái dòng main công suất có 400W hoặc 450W, bên em có thể bán ra chỉ tầm 2.700.000, có thể là đẹp 2.700.000, 2.800.000, hoặc là xấu thì sẽ tầm 2.500.000 thôi, nhưng có thể là các bác mua 3 triệu
với cái mức công suất đánh 400W đánh 2 đôi 30, thì cái đấy thì em cũng bó tay luôn đấy. Nếu như gặp cửa hàng em thì em lại cái hàng đấy em chỉ bảo là đánh loa 30 hoặc dưới 30 thôi, thì công suất thì cái mức tiền lại không đến mức đấy, cho nên là cũng không thể trao đổi cho các bác được đấy. Cho nên các bác hãy xem xét kỹ trước khi mua hàng, đặt mua hàng và tìm những cái nơi tư vấn cụ thể chuẩn chỉnh để các bác đặt niềm tin vào đấy mà bỏ ra đồng tiền các bác nhá. Cảm ơn tất cả mọi người trong những thời gian qua, đã luôn luôn yêu mến, ủng hộ và theo dõi Thắng Hoàng. Và sắp tới, trong thời gian tới thì Thắng Hoàng cũng sẽ cố gắng đem những sản phẩm tốt nhất và thiết thực nhất với cái giá thành hấp dẫn nhất cho mọi người, để cho mọi người có những sản phẩm tốt để mọi người dùng. Xin cảm ơn và xin chào các bác.